một thứ đóng vai trò rất quan trọng trong chất lượng của bộ âm thanh, đặc biệt là những cái cấu hình âm thanh cao cấp. Tuy nhiên lại ít được người chơi loa để ý, đó chính là dây nguồn và dây tín hiệu. Việc cung cấp một cái nguồn điện sạch và ổn định cho hệ thống hay là truyền dẫn tín hiệu giữa các thiết bị với nhau đảm bảo thông suốt và toàn vẹn về cái tín hiệu gốc thì có vai trò rất lớn của hai loại là dây nguồn và dây tín hiệu. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thương hiệu dây nguồn và dây tín hiệu rất là xịn sò, Masterstock của Italia. Tuy nhiên cái giá thành lại cực kỳ hợp lý. Ở đây chúng ta thấy thứ nhất là cái dây nguồn là oxygen phi Cooper là đồng OFC. Ở đây chúng ta thấy là cái lõi của nó rất là nhiều đồng và đều là những cái dây đồng rất là nhỏ. Như vậy là nó đảm bảo được cái khả năng truyền dẫn cái nguồn rất là sạch. Và thêm nữa, ở ngoài bọc da rắn, nó đảm bảo cho cái việc mà khi lắp đặt không bị hở, đứt gãy hoặc là tránh những cái xung nhiễu từ các cái nguồn ở các cái dây khác bên cạnh. Thứ hai là cái dây tín hiệu ở đây cũng là rất là xịn sò. Chúng ta nhìn thấy là cái lõi tín hiệu âm dương và cái vỏ được thiết kế bảo vệ cực kỳ là chắc chắn. Tuy nhiên là cái đồng ở bên trong thì lại rất là nhỏ và tinh khiết. Ở đây chúng ta thấy là nó sử dụng đồng OFC, Oxygen Free Cooper. Như vậy là nếu chúng ta muốn đảm bảo chất lượng của một bộ âm thanh thì không những chúng ta chọn lựa các cái cấu hình loa DSP âm ly chất lượng mà lựa chọn các cái dây nguồn hoặc là dây tín hiệu cũng là một điều cần chú ý, và Masterstock của Italia là một thương hiệu đáng để các bạn tham khảo.